hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi Chủ Nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021. Theo âm lịch, hôm nay là ngày 24 tháng riêng năm Tân Sửu ngày này là ngày Giáp Dần, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ của câu trận. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại khê thủy, ngày giáp dần, tức can chi tương đồng, thuộc mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, đại khê thủy, kỵ tuổi, mậu thân, bính thân, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tý bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy ngày dần lùng hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục xung với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dầu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi mậu thân bính thân canh ngọ canh tý tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thuyên quý tốt mọi việc, sao mạ đức tinh, tốt mọi việc, sao yếu in, hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao lục bắt thành, xấu đối với xây dựng, sao vạn vong, hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Và ngày hôm nay là ngày trùng tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sao lôi công, giáo đối với xây dựng nhà cửa, sao dương khác, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi tý xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi tý đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bà tuổi tý rất dễ tranh chấp với những người làm lãnh đạo bà tuổi tý không nên cố tình đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao nếu không chính bạn mới là người phải chịu nhiều thiệt thòi vì bị chèn ép trong tương lai với bạn tuổi tí, dù có gặp phải khó khăn thế nào đi chăng nữa, bạn mạnh cũng không nên có những suy nghĩ muốn từ bỏ hoặc là thôi việc. Bởi đó chỉ là hành động trốn chạy mà thôi, bạn cần phải dũng cảm để đối mặt với thử thách, coi đó là cách để rèn luyện, hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tí, cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mọc vượng, may mắn cho mối quan hệ của bạn tuổi tí và người nhà rất chi là hài hòa in ấm bạn mệnh có thể yên tâm tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình mọi khi gặp khó khăn bế tắc chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi chuyện về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim sinh năm 1984 dễ vướng phải tranh chấp với cấp trên tử vi tuổi bính tý thuộc thủy sinh năm 1996 không nên nóng nảy đẩy mâu thuẫn lên cao tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa sinh năm 2008 và 1948 không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực muốn buông xuôi tử vi tuổi canh tý thuộc thổ sinh năm 1960 vượt qua thử thách để hoàn thiện bản thân mình. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc sinh năm 1972 vợ chồng đồng lòng cùng giải quyết những khó khăn. Và đánh giá của bà tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi Sửu đang theo đuổi nghiệp học tập, nghiên cứu sẽ đạt được những thành tích xuất sắc trong ngày hôm nay và với bà tuổi Sửu có thể sẽ gây được ấn tượng tốt cho mọi người nhờ vốn hiểu biết sâu rộng của mình. Bên cạnh đó, trong ngày này nếu như bạn phải thi cử thì bạn chỉ cần giữ bình tĩnh, tự tin, phát huy đúng khả năng của mình thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công và bạn tuổi sửu có thể đạt được một bước ngoặt lớn trong cuộc sống và công việc ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên, cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi sửu lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại không được mấy hài hòa vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Bạn cần phải mở lòng mình hơn, đừng có giữ kín mọi chuyện vì nghĩ rằng người ấy không hiểu cho mình. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, sinh năm 1985, đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, sinh năm 1997, học hành, thi cử, gặp nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, sinh năm 2009 và 1949, phát huy đúng khả năng sở trường của mình. Từ vi tuổi tan sửu thuộc thổ, sinh năm 1961, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc, sinh năm 1973, vợ chồng cần chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn. Và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp, 5 sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 1 số 3, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi Dậu tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên bạn tuổi dần có được cơ hội phát tài nhanh chóng dù chỉ nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn tuổi dần không vì thế mà nảy sinh tư tưởng ý lại há miệng chờ sung, bởi không phải khi nào may mắn cũng mỉm cười với bạn. Bạn tuổi dần vốn là người thông minh cởi mở Điều này dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh xong bạn không nên ba hoa khoác lác về những điều vượt quá khả năng của mình khiến cho người khác nhìn mình bằng, bằng ánh mắt khác xưa xem tử vi trong ngày này cũng cho thấy ngày hôm nay là ngày tốt để cho bạn thực hiện những công việc như là xuất hành cưới hỏi, ký kết hợp đồng. Nếu như bạn thực hiện những công việc này vào ngày hôm nay thì bạn mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, mọi việc được như ý muốn. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, sinh năm 1974, dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, sinh năm 1986, phát tài nhờ vào vận may của mình. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ sinh năm 1998 không nên trông chờ vào sự may mắn. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc sinh năm 1950 không nên ba hoa khoác lác về bản thân mình. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim sinh năm 1962 thực hiện công việc đã lên kế hoạch từ trước. Và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Mão, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy với bà tuổi mão đang có được sự trợ giúp của tam hội phù trợ cho nên mọi công việc của bạn tuổi mão đều tiến triển rất thuận lợi và hôm nay là một ngày may mắn vì vậy bản mệnh tuổi mão nếu như có kế hoạch đã ấp ủ thì không nên chần chừ do dự nữa mà hãy thực hiện ngay đi bản mệnh tuổi mão còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và người đó rất có thể là người mà bạn quen biết quý nhân sẽ chỉ ra cho bạn hướng phát triển phù hợp trong tương lai bạn cần phải tiếp tục rèn luyện bản thân mình và không ngừng cố gắng nữa trong ngày này với bạn tuổi mão cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho thấy bản mệnh tuổi mão sẽ thu được một khoản lợi nhuận khả quan nếu như làm trong những lĩnh vực đầu tư, kinh doanh buôn bán, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, hứa hẹn sẽ có được nguồn thu lợi trong tương lai. Về từ vi tuổi Ất Mão, thuộc Thủy, sinh năm 1975, thực hiện công việc theo kế hoạch, từ vi tuổi Đinh Mão thuộc họ sinh năm 1987 có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ sinh năm 1999 và 1939 có phương hướng phát triển chính xác trong tương lai. Từ vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc sinh năm 1951 nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, tử vi tuổi quý mão thuộc kim, sinh năm 1963, được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn, hứa hẹn trong tương lai. Vài đánh giá của bà tuổi mão trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp, 5 sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 2, số 8, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bà tuổi Thìn trong ngày hôm nay không được mấy thuận lợi. Bạn và nửa kia dễ xảy ra cãi quả, mâu thuẫn với nhau mà nguyên nhân có thể là do những bất đồng khó dung hòa được giữa hai bên và khi tranh cãi nổ ra, bạn mạnh tuổi thìn nên giữ bình tĩnh và cố gắng đặt mình vào vị trí của người ấy. Nếu không biết kìm chế bản tính nóng nảy của mình, thì bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, khiến cho tình cảm vợ chồng bị rạn nứt. Trong ngày này, với bà tuổi thìn lại đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn làm lãnh đạo, có thể nhận được sự tin cậy và kính trọng của cấp dưới, trong khi đó đối với những bạn làm nhân viên cũng dần dần khẳng định được vị thế của mình. Bạn nhận ra rằng những cố gắng của mình là không hề uổng phí. Về từ vi tuổi Giáp Thìn, thuộc họ sinh năm 1964, vợ chồng bất hòa tranh cãi xảy ra từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ sinh năm 1976 tháo gỡ những hiểu lầm những quan điểm không thống nhất từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc sinh năm 1988 đặt mình vào vị trí của người khác từ vi tuổi canh thìn thuộc kim sinh năm 2000 và 1940 nhận được sự tin tưởng của mọi người từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy sinh năm 2012 và 1952 dần khẳng định được vị thế của mình. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dần, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi tỵ, bạn cần phải sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi. Bạn tuổi tỵ dễ cảm thấy khó chịu, ức chế vì những lời đồn đại đặt điều vô căn cứ về bản thân mình. Và với bà tuổi tỵ, nếu gặp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè, bạn cần phải chú ý cách cư xử của bản thân. Có thể bạn tính bốc đồng sẽ khiến cho bạn gây thù chúc oán với bạn bè, đồng nghiệp, tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân từ bao giờ không hay. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có màu sinh cho họa vượng. May mắn, cái mối quan hệ gia đình của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay rất hài hòa nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn. Bạn hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra phương án giải quyết sao cho hợp tình hợp lý mọi chuyện. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa sinh năm 1965 gặp chuyện thị phi có kẻ đưa chuyện xấu tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ sinh năm 1977 suy nghĩ nông nổi tiêu cực dễ gây thù chúc oán từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc sinh năm 1989 hãy suy nghĩ và hành động cân nhắc kỹ hơn từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim sinh năm 2001 và 1941 gây thù chúc oán với mọi người từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sinh năm 1953 tâm sự và thảo luận với nửa kia và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi ngọ, xem tử vi cho thấy với ba tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tốt phù trợ, cho nên bạn tuổi tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái bắt tay vào thực hiện công việc. Cho dù nhiệm vụ được giao có khó khăn đến đâu đi nữa, ngoài ra bà tuổi ngọ cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác mọi khi thấy ai đó đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, với bà tuổi ngọ, có lẽ bạn đang nóng vội quá mức khi mà đưa ra quyết định mà chưa kịp suy nghĩ cho chu toàn. Thêm vào đó, bà tuổi ngọ không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa mới gặp khó khăn. Bởi nếu cứ như vậy, bạn sẽ khó có thể phát triển được bền vững. Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có màu sinh cho họa vượng. Dù với bà tuổi ngọ không thích bị ràng buộc, nhưng đối với những bạn đang còn độc thân thì có nhân duyên rất tốt với những người khác giới vào thời điểm này. Bản mệnh nên nhân cơ hội gặp người phù hợp với mình để chủ động và mở rộng lòng mình hơn nữa. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc Kim, sinh năm 1954, nhiệt tình và hăng hái trong công việc, tử vi tuổi bính ngọ thuộc Thủy, sinh năm 1966, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa không nên quá mức nóng vội. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ dễ từ bỏ khi gặp khó khăn. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có nhân duyên tốt đẹp với mọi người. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi tỵ tuổi tốt từ vi tuổi mùi chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có mộc khác với thổ cái điều này cho thấy với bà tuổi mùi dễ gặp phải đào hoa xấu trong ngày hôm nay có thể sẽ có một số kẻ tiếp cận với bạn đang có ý đồ không lành mạnh vì vậy với bà tuổi mùi, hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách hợp lý với mọi người xung quanh, đặc biệt là đối với những người khác giới. Nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn tuổi mùi cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp khác giới nếu không muốn chuyện này gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Bạn đừng có vì niềm vui nhất thời mà lại hối hận về sau này trong cái vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy bạn tuổi mùi là người vững vàng trong công việc nhận được sự tin tưởng của cấp trên nhưng lại thiếu đi chí tín thủ cho nên thường bộ lỡ những cơ hội đáng tiếc đến với mình bạn cần phải xác định được mục tiêu và tham vọng cho mình đừng có để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí về từ vi tuổi ất mùi thuộc kim sinh năm 1955 Giữ khoảng cách với người khác giới, Tử Vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, sinh năm 1967, dễ bị kẻ xấu lừa đảo, Tử Vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, sinh năm 1979, biết giữ mình và không nghe theo sự ham muốn cá nhân, Tử Vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, sinh năm 1991, nhận được sự tin tưởng của cấp trên, Tử Vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc sinh năm 2003 và 1943 nên đặt ra những mục tiêu lớn lao hơn, không vội hài lòng với thực tài. Và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là dưới sự ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông, dần thân tị hợi cho thấy, với bạn tuổi thân sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay mà không nhận được nhiều sự trợ giúp hay là thông cảm của mọi người. Và với bạn tuổi thân, bạn cần phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và từ cuối đây là cơ hội tốt để cho bạn rèn rộ bản thân mình. Trong chuyện tình cảm, với bà tuổi thân đang dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp và bạn bè mà quên mất đi, gia đình vẫn luôn ở phía sau. Bạn cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn trước khi tình cảm đôi bên dần ngồi lạnh đi. Ngày này với bạn tuổi thân, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng sẽ giúp mang lại nhiều may mắn giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy sinh năm 2004 và 1944, làm việc vất vả, không được ai giúp đỡ. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa sinh năm 1956, hãy giữ những suy nghĩ tích cực, từ vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, sinh năm 1968, dành quá nhiều thời gian cho bản thân. Từ vi tuổi canh thân, thuộc mộc, sinh năm 1980, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Từ vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu đang gặp ngày có kiếp tài gây họa. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Dậu đang là người nhiều chuyện, bạn có thể vướng phải những vụ tranh chấp quyền lợi hoặc là phải chịu sự nghi ngờ, gièm pha từ bạn bè, đồng nghiệp. Và với bà tuổi Dậu có thể cảm thấy thất vọng và chán nản vì không nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh với những lúc như vậy trước khi oán thán người khác thì với bạn tuổi dậu cần phải dành thời gian để xem lại chính bản thân mình có thể bạn đã sai lầm ở một vấn đề nào đó mà chính bạn thì cũng chưa phát hiện ra nếu đúng là như vậy thì bạn cần phải chỉnh sửa ngay đi trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi dậu là không nên giấu tất cả những suy nghĩ vào trong lòng bởi như vậy chỉ khiến cho bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi bạn cần phải tâm sự với nửa kia hoặc là những người mà bạn thực sự tin tưởng để cùng tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý và làm cho mình nhẹ nhàng hơn nữa về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy sinh năm 2005 lẻ năm và 1945 vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc họ sinh năm 1957 không nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của mọi người, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ sinh năm 1969 hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc sinh năm 1981 tâm sự với người thân thiết với mình. Tử vi tuổi quý giàu thuộc kim, sinh năm 1993, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Về đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tốt. Từ vi tuổi tốt, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, bạn tuổi tuất vốn là người có giàu kinh nghiệm và có nhiều tài liệu khác nhau Tuy nhiên bạn lại quá rẻ dạn Và không thường xuyên thể hiện Cho mọi người cùng biết Bạn có biết làm như vậy Là chính bạn đã ngăn cản Con đường thăng tín của bản thân mình hay không Và với bà tuổi tốt đó, Cần phải cởi mở hơn Với mọi người xung quanh Bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ Đáng tin cậy Giúp ích cho bạn rất nhiều trong tương lai Và bạn cũng sẽ có thêm được những người bạn cùng chí hướng, cùng chia sẻ tâm sự, giúp cho bạn hăng hái hơn trong công việc hoặc là nhẹ nhõm hơn. Vận trình ngày Chủ Nhật này với bà Tử Tuất lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, cho thấy với bạn đang có điểm báo sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia, dù có nóng nảy đến mấy đi chăng nữa thì với bà Tử Tuất cũng phải biết suy nghĩ cho người khác cân nhắc lại lời ăn tiếng nói, đừng có nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ sinh năm 1994, giàu kinh nghiệm làm việc, có nhiều tài lịa, từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ sinh năm 2006 và 1946, ngại ngùng, không muốn thể hiện bản thân mình, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc sinh năm 1958, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tử vi tuổi canh tốt, thuộc kim, sinh năm 1970, vợ chồng có thể vướng phải những mâu thuẫn lớn, tử vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, sinh năm 1982, nên kiềm chế cơn nóng giận của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp, 4 sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 2, số 8, giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi giàu. Từ vi tuổi hợi, Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành, nhị hợp phù trợ, cho nên với bạn tuổi Hợi nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Bạn tuổi Hợi, bạn là người có tính tình hiền lành, chu đáo nên ai cũng muốn kết giao với bạn. May mắn nữa là trong ngày hôm nay với bạn tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân. Và một khi bắt tay vào công việc gì, bạn tuổi hợi rất luôn nghiêm túc và chăm chỉ mong muốn khẳng định giá trị của bản thân mình để gây ấn tượng tốt hơn nữa cho cấp trên thì bạn tuổi hợi nên xác định điểm mạnh của mình và phát huy cái điều đó trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bản mệnh tuổi hợi với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống và mỗi khi gặp khó khăn, bạn tin tưởng rằng người đó luôn ủng hộ mình nữa. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc họ sinh năm 1995, nhận được sự yêu mến của mọi người. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ sinh năm 2007 và 1947, không gây xích mích với người khác. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc sinh năm 1959, được cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc kim, sinh năm 1971, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, sinh năm 1983, có tham vọng, khẳng định bản thân mình. Và đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp, 5 sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 5, số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. À, xin chào và hẹn gặp lại.